Đấy, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cả lớp về cách kiểm tra cái bơm xăng và kim phun trên một cái xe. Đây trước mắt chúng ta là một cái xe SCR và nó cũng là giống với các loại xe lít. Đấy, để chúng ta xử lý chuẩn đoán các cái ban bệnh về bơm xăng và kim phun. Đấy. Ở trường hợp thứ nhất, khi xe của khách hàng mang đến thì chúng ta bật khóa lên và ta nghe tiếng, không thấy tiếng bơm xăng hoạt động, ta đề đúng không? Đấy, không nổ máy được. Đấy, thì công việc của mình lúc này là phải làm sao ạ? Kiểm tra anh chàng bơm xăng đầu tiên. Đấy, thế các bước làm của chúng ta như sau. Việc thứ nhất, đấy, chúng ta tắt khóa đi, rút rắc cắm anh chàng bơm xăng ra. Đấy, và công việc của mình phải kiểm tra xem là ECM nó đã cấp nguồn tín hiệu và tới bơm xăng hay chưa, và tại bơm xăng nó đã có điện áp hay chưa, đúng không? Đấy. Thì ở đây đối với cái xe lít và xe SCR thì dơ le tắt máy nó sẽ cung cấp nguồn tới anh chàng bơm xăng, đúng không? Và ECM nó sẽ cung cấp dây tín hiệu tới dơ le bơm xăng. Chính vì vậy chúng ta biết được cái nguyên lý làm việc của cái bơm xăng này là ECM nó cấp tín hiệu vào dơ le bơm xăng trong khoảng 3 đến 5 giây thôi, bơm xăng hoạt động nó sẽ tạo đủ áp suất. Chính vì vậy khi ta đo cái nguồn tới bơm xăng này là ta phải kết nối đồng hồ trước, sau đó ta mới bật khóa để ta kiểm tra, đúng không? Đây, chúng ta nhìn vào đây, đây là dây bơm xăng. Bơm xăng ở xe này dây lâu đúng không? Đấy. Nào, anh bật khóa cho tôi lên. Đấy, chúng ta nhìn vào đồng hồ. Đấy, có điện. Đó, có điện áp. Đây. Bật ta lại. Bật lên. Đấy. Có điện áp đúng không? 3 đến 5 giây nó tự làm tháo, tự ngắt. Bình thường chưa? Thế trường hợp này thì ta kết luận ngay đó là gì ạ? Bơm xăng nó đang có vấn đề. Thì công việc của mình phải tháo bơm xăng ra. Việc đầu tiên các anh tháo cái sàn để chân ra. Sau đó tiếp tục chúng ta vệ sinh sạch sẽ xung quanh. Đấy. Vệ sinh sạch sẽ xung quanh đi. Sau đó chúng ta tháo đường ống bơm xăng ra. Thì đúng như tháo đường ống bơm xăng thì chúng ta đây, chúng ta bóp chặt cái khóa rắc này vào. Sau đó chúng ta kéo anh chàng ống bơm xăng ra. Đấy. Và cái này có điều kiện thì chúng ta phải bọc kín nó mà, để tránh sạn bụi vào đây gây tắc kim phun. Đấy, cái này chúng ta nhớ. Đấy. Sau đó chúng ta tháo bộ phận bơm xăng ra. Sau đó ta tháo bơm xăng ra ngoài. Đây. Ta cho bơm xăng ra ngoài. Đây là một cái bơm xăng. Bơm xăng thì nó gồm có các phần như sau. Thứ nhất là lưới lọc. Lưới lọc này là rất quan trọng. Đấy. Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nó. Vì là khi mà nó đã là cái lọc xăng thì nó sẽ làm sao rất nhiều các sạn cặn ở bám ở vị trí này, nó gây lên các trường hợp là gì ạ? Bơm xăng nó không tạo đủ áp suất, sinh ra các trường hợp là khi ta xe chạy nó hay bị chết máy, đúng không? Hoặc là đấy, kim phun nó bị tắc là do những anh này lọt các sạn bụi do bị rách, đó, làm tắc kim phun. Chính vì vậy đấy, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra. Và đây cách tháo cái lưới lọc này ra thì đây chúng ta chỉ việc xoay
Đấy, xoay theo chiều kim đồng hồ để mở khóa và kéo nó ra. Hình dung chưa? Đấy là anh chàng khóa xăng, anh chàng lưới lọc. Tiếp theo đó là bộ phận cảm biến báo xăng. Cái này chúng ta cũng có thể tháo ra được. Đây. Đấy, tháo rời từng bộ phận ra. Đó. Chúng ta rút rắc cắm ra. Và khi ta làm ta nhớ màu dây. À, để khi mà ta đấu lối vào nó không bị báo xăng ngược. Đó. Ví dụ đây tôi đánh dấu đây là đỏ bên tay phải của tôi. Và đen là bên thì tay trái. Đúng không? Bộ phận thứ ba là bộ phận van áp suất. Cái van áp suất này thì nhà sản xuất người ta đã chỉnh chuẩn rồi, trong bài học cũng đã nói rồi, đúng không? Nhà sản xuất đã chỉnh cho cái bơm xăng này bơm tới kim phun này với một áp suất không thay đổi là khoảng 3 kg trên 1 cm². Chính vì vậy là chúng ta không được phép điều chỉnh lại. Nếu điều chỉnh thì chúng ta phải có đồng hồ đo áp suất thì như vậy nó mới chính xác được. Đấy. Còn không thì chúng ta phải bằng kinh nghiệm để chúng ta kiểm tra xem là nó có đủ áp suất hay không. Thì tí tôi sẽ trình bày tiếp về phần đó. Đấy. Bộ phận cuối cùng là bộ phận quan trọng nhất, đó chính là bơm xăng. Đấy. Đây là bơm xăng. Khi tháo bơm xăng ra thì đây chúng ta, cách tháo của chúng ta như sau. Đấy. Chúng ta bỏ hết các cái khóa này ra. Khóa rắc ra. Đó. Sau đó chúng ta lắc ngang, vừa lắc vừa kéo nhẹ ra. Đây là bơm xăng. Hình dung chưa? Bơm xăng thì nó có hai cực dương và cực âm. Nếu chúng ta đấu ngược thì nó cũng chạy ngược. Hiểu không? Nó không cháy bơm nhưng nó sẽ chạy ngược. Đấy. Thế khi đi mua bơm thì chúng ta rút rắc này ra, cũng rút rắc này ra được. Hình dung như là. Và mua bơm thì chúng ta chỉ mua cái củ bơm này thôi. Cả lớp nhớ chỗ này. Vì là nếu chúng ta mua cả tổng thể cả một cái bộ bơm như này đầy đủ này về chỉ việc lắp vào thôi thì nó rất đắt tiền. Nếu chúng ta mua cái này thì giá thành nó rẻ hơn rất nhiều. Thì đúng chưa? Và khi ta mua thì cái quan trọng nhất là gì? Thứ nhất chúng ta phải đọc đúng chủng loại xe. Thứ hai là chúng ta phải, nếu không nắm được chủng loại xe hoặc là sợ nhà các cái nơi mà cung cấp cho ta cái sản phẩm này nó không chuẩn thì chúng ta phải mang đi chúng ta kiểm tra, đo thử. Đấy. Ở đây thì chúng ta cứ đo cái chiều dài từ cái đáy bơm này tới miệng cái phớt này. Đây có một cái phớt. Đây. Thì chúng nhận thì chúng ta cứ bơm cứ đo từ đáy bơm tới miệng phớt này. Đây cái khoảng cách này. Thì chúng nhận. Đấy. Thế đối với cái trường hợp vừa nãy là bơm nó không hoạt động thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Đa phần là cái bơm này thì ít khi nó hỏng. Và đa phần nó là bị gì ạ? Kẹt bơm. Thế thì thường là chúng ta là thường thay thôi. Khi khách hàng đến đo như vừa nãy chúng ta đầy đủ điện áp mà chúng ta có thể là thay được rồi. Đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta là thợ sửa chữa thì đấy chúng ta có thể, các anh có thể là thử kiểm tra để sửa chữa xem là nó có được không. Đấy. Hình dung chưa? Đây ví dụ đây trường hợp ta nghi là bơm nó bị kẹt thì ta có thể cho một cái dùi nhọn vào đây. Đấy, ta quay thử cái cánh quạt này. À đây thằng này nó hơi lặng. Đấy nó bật cái. À, ta xoay được rồi. Là như vậy là có khả năng là con bơm này vừa nãy là chỉ bị kẹt thôi. Ta lấy ví dụ là như vậy. Đây ta cho lắp vào. Sau khi ta xoay được rồi ta lắp vào thử. Để ta thử. Đúng không? Đấy, ăn chăn nó vào. Đây. Khi ta lắp bơm vào, đấy, ta thấy lắc bơm thử xem là nó có lỏng lẻo không. Nếu mà lỏng lẻo là chúng ta chưa khóa đúng. Thì đúng như ạ. Sau đó ta có thể cắm bơm vào. Chiến nối bên này nào. Để ta thử luôn. Đấy. Sau ta lắp bộ phận khác sau. Đúng không? Đấy. Bật khóa lên. Bật khóa. Đấy, chạy rồi. Đúng không? Đấy.
Thế này, như vậy là chúng ta đã tiến hành là ta hoàn chỉnh về cái phần bơm. Đấy, ta coi như ta đã sửa chữa xong rồi, ta còn chỉ thử áp được thôi. Nào đây, chúng ta bật lại thử nhá, nghe. Đúng không? Đấy, khi ta làm thì ta thử như vậy. Sau đó thì chúng ta lắp hết các bộ phận còn lại vào. Đây, chúng ta lắp giả cảm biến báo xăng vào đi. Vừa tôi nhớ là bên phải là dây màu đỏ đúng không? Rồi, phải là dây màu đỏ. Trái là dây màu đen. Đấy, chúng ta cứ tuần tự làm các bước như vậy. Lắp nó vào. Đấy. Sau đó ta tổng vệ sinh sạch sẽ lưới lọc đi và tiến hành lắp vào. Đấy, có rất nhiều sạn bụi cặn của xăng trong bình xăng. Nếu có điều kiện thì chúng ta thay mới. Những cái này thì nó giá thành nó không cao. Đấy, sau đó ta lắp vào, khóa chặt vào và tiến hành lắp vào để thử áp suất bơm xăng. Vào gáo vào thôi, ta thử áp suất bơm xăng xem được không đã, sau đó ta siết chặt vào sau. Thì dùng nhận nhớ đâu là áp suất bơm xăng nó không đủ. Đấy, thì chúng ta lại phải tháo ra, nó mất thời gian. Ta cứ gá tạm vào đi. Thế thì muốn thử áp suất bơm xăng thì chúng ta như vừa trước tôi đã nói rồi, là việc đầu tiên là nó phải có đồng hồ đo áp suất thì mới chuẩn. Nếu không thì chúng ta bằng kinh nghiệm, chúng ta kiểm tra bằng cách đây, chúng ta lắp đường ống bơm vào. Đấy, sau đó ta tháo cái đường ống bơm ở trên kim phun ra. Rồi, ta dùng một cái chai, vỏ chai đây. Đấy, nếu chúng ta không có đồng hồ đo áp suất thì chúng ta cứ để đầu ống bơm vào đầu miệng cổ chai này. Khi ta bật khóa lên là bơm xăng phải xuống tận dưới đáy chai. Như vậy là nó đủ áp suất. Đấy là theo kinh nghiệm. Còn không, chúng ta tốt nhất chúng ta vẫn phải có gì ạ? Đồng hồ đo áp suất, đúng không? Đồng hồ đo áp suất ta chỉ kết nối vào đây là xong rồi. Đây, ta thử bật lên. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, tạo thành một đường thẳng và nó đi thẳng vào tận đáy chai. Chứ nếu mà nó rụt điểm này, đúng không? Thì nó đấy là chưa đủ áp suất. Đấy, chúng ta nhìn đấy, để cảm giác. Như vậy là tôi đã hoàn thành về phần gì ạ? Sửa chữa bơm xăng, đúng không?